Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở bảo tàng Điện Biên Phủ, bảo tàng rất là nổi tiếng ở Điện Biên này. Và nơi đây tôi nghe nói là có một trong ba bức tranh lớn nhất thế giới, panorama rất là đẹp ở đây. Và bây giờ cho ekip chúng tôi sẽ đi vào trong và sẽ tìm hiểu về cái bảo tàng này. Có một chị đẹp sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan cho mọi người. Đây. Câu của nhà thơ Tố Hữu: 9 năm làm một Điện Biên, nên vàng để hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Là câu nói một câu rất là nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu. Rất là vui mừng được đón các chị đến từ kênh CTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hằng, một dẫn viên của bảo tàng, là người sẽ đồng hành cùng với quý anh chị trong hành trình anh chị tham quan bảo tàng buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đi vào tham quan thì lời đầu tiên xin được gửi tới toàn thể các anh chị trong đoàn chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Giọng hay quá. Vâng, kính thưa toàn thể anh chị trong đoàn tham quan tại bảo tàng buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ đồng hành cùng với đoàn trong hai nội dung tham quan. Nội dung tham quan đầu tiên đó chính là hệ thống trưng bày của bảo tàng trên tầng 2 với diện tích 1.250 m², trưng bày gần 1.000 hiện vật tư liệu hình ảnh với lối trưng bày bao gồm cảnh quan cảnh vật lịch sử, mong muốn tái hiện một cách sinh động nhất chiến thắng hào hùng của dân tộc. Và sau khi tham quan xong nội dung đầu tiên, xin mời toàn thể quý anh chị trong đoàn chúng ta sẽ cùng di chuyển ở vị trí bên dưới đây để tham quan nội dung thứ hai, đó chính là bức tranh panorama chiến dịch Biên Phủ. Đây là một trong ba tác phẩm hội họa lớn của thế giới vẽ về đề tài chiến tranh với tổng diện tích lên tới 3.220. Như vậy thì hai cái bức tranh còn lại nằm ở nước nào? Dạ, ở Nga và ở Đông Nam. Và đây là một trong ba tác phẩm lớn nhất trên thế giới vẽ về đề tài chiến tranh với tổng diện tích lên tới 3.225 m². Là cái bức tranh ở đây dạ, hả? Ôi. Với tổng thời gian thực hiện tác phẩm này từ khi lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành trong thời gian là 9 năm. Wow. Và mình thì không quan tâm lắm, hay không? Đẹp như nhau luôn. Đẹp như nhau, mỗi tội là không được mặc cái này thôi ạ. Bộ đồ này thì chúng em đang có chương trình. Hôm nay em xin chào mọi người. Hãy chụp như thế là chúc mừng các bạn này là một chương trình rất là vui. Mọi người thấy bảo tàng mới gặp Thu Hằng nhé, bạn dạ. Bạn gái của tôi, bạn gái học thôi, bạn học thôi. Dạ. Chia sẻ với em là bạn dẫn các bạn sang năm thứ 11, lần đầu tiên em được nghe một lời động viên từ MC như vậy, em cảm thấy rất là hạnh phúc đấy ạ. Em phải phát huy vẻ đẹp của em đi, đừng có trên mặt cảm anh nha, vì hơi lo lắng anh đi với người sinh từ hai đến cái gì. À, kính thưa toàn thể anh chị trong đoàn tham quan, hiện nay thì em và anh chị chúng ta đang có mặt tại nội dung tham quan đầu tiên. Đây chính là hệ thống trưng bày cố định của bảo tàng. Mở đầu phần trưng bày mô phỏng ngôi lán làm việc của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Tiền Keo, Định Hóa, Thái Nguyên. Ngôi lán bé nhỏ đơn sơ này là nơi đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng có tính chất quyết định. Đặc biệt vào ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, nghe Tổng quân ủy báo cáo quyết tâm và kế hoạch tấn công lên Điện Biên Phủ. Trong lán là cụm tượng mô phỏng cuộc họp quan trọng này gồm có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và người đứng là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho tới hạ tuần tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời thành lập Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bí thư Đảng ủy, kiêm chỉ huy trưởng mặt trận. Vào đầu tháng 1 năm 1954, trước khi lên đường tham gia chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Khuân Giáp Thái Nguyên để chào Bác và xin chỉ thị lần cuối. Trong lần gặp mặt này, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: chú đi xa như vậy, chỉ đạo chiến trường, có gì trở ngại không? Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: thưa Bác, trở ngại chỉ là ở xa. Khi có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn Đại tướng: Tổng Tư lệnh ra mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quân và dân Việt Nam ta lắng nên một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
tới 73% chi phí chiến tranh. Thực ra Pháp ưu tiên loại vũ khí khí tài quân sự tiên tiến và hiện đại nhất lúc bấy giờ như là gần 400 máy bay các loại, anh chị. 10 chiếc xe tăng từ 16 đến 18 tấn được tháo rời từng bộ phận, vận chuyển bằng máy bay, lắp ráp tại Điện Phủ. Súng có tia hồng ngoại, súng để quan sát vào ban đêm. Cùng một số loại súng hiện chỉ chúng ta quan sát là súng phun lửa, tiểu liên, đạn liên, trọng liên và một số loại mìn, mìn nhảy, mìn ghém, mìn kiềng. Bên trong của anh chị quan sát là cái tấn uy sắt được vận chuyển từ Pháp sang để xây dựng hệ thống công sự để lắp đặt vào sân bay. Đầu đạn pháo 155 ly. Và pháo 155 ly là một trong loại vũ khí tối tân và hiện đại nhất lúc bây giờ. Vận chuyển từ Mỹ hết qua đây. Từng được mệnh danh là vua chiến trường với tầm bắn hiệu quả lên tới 14 km. Rồi. Sau khi xây dựng xong tập đoàn cứ điểm Tuy Phủ, rất nhiều các quan chức cao cấp của Pháp, Mỹ lên tham quan đều tỏ ra rất hài lòng và khẳng định điện Tuy Phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm, một cái nhím khổng lồ không thể công phá. Quá tin tưởng vào sức mạnh của tập đoàn này, trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo nước ngoài, The Cutlery đang ngạo mạn tuyên bố nếu của đội trưởng Việt Nam dám tấn công vào tập đoàn cứ điểm điện Tuy Phủ, tôi sẽ đứng trên một cứ điểm cao nhất, đầu được một cano màu đỏ để Việt Minh nhìn rõ và bắn chính xác tôi hơn. Để thuyết phục bộ đội chủ lực Việt Minh, được các tổ chức giải chuyển đơn khắp mối rừng Tây Bắc. Nội dung chuyển đơn có đoạn viết gửi đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay tin, ngài mang nhiều đại đoàn lên đây để giao chiến và đi đem quân và ăn tết cho Điện Phủ. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp ngài. Ký tên The Cutlery. Chuyển quyền một đồng. Và em sẽ giới thiệu anh chị trong bài tham quan với lối trưng bày hình mạng hiện ở bên trên anh chị. Bảo tàng chiến tranh Điện Phủ, một diễn tả ước mơ của thực dân Pháp. Đó chính là họ muốn sang cái bên này gia đình nhiều bộ đội chủ lực Điện Biên của ta vào đó. Nhưng họ đã không ngờ rằng là chính họ lại sao cái bên do chính vì sang sao. Và trước những âm mưu hoạt động của thực dân Pháp như vậy, đảng ta có những chủ trương được làm thế nào? Em xin mời anh chị trong bài chúng ta tiếp tục tham quan. Không tiếc tuổi xanh.
và em sẽ giới thiệu với chị trong đoàn tham quan một phương tiện thô sơ nhất mà các dân công của chúng ta đã sử dụng trong chiến dịch, đó chính là những chiếc xe quân kích anh chị. Và trong toàn chiến dịch chúng ta đã huy động được tới 7 chiếc xe quân kích, và riêng tỉnh Thanh Hóa đóng góp được 70 chiếc, và trung bình mỗi chiếc xe quân kích này có thể vận chuyển từ 80 tới 100 kg lương thực. Đây chính là chiếc xe quân kích của bác Trịnh Đình và Minh Trạng, là một dân công của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bác cùng với chiếc xe này vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong suốt quãng đường 20 km từ Sánh Lược tới Phố Cấm qua Trạm Luộc, bác nâng tải trọng của xe mình lên từ 200 tới 280 kg trên một chuyến. Và chỉ trong vòng 4 tháng với chiếc xe thô sơ này, bác dùng vận chuyển được 12 tấn lương thực để cung cấp cho mặt trận Điện Biên. Và còn có một điều đặc biệt nữa, chiếc xe này em rất là muốn giới thiệu và chia sẻ với anh chị trong đoàn tham quan, là như anh chị trong đoàn chúng ta quan sát phần dưới cùng của bánh xe nhá. Anh Hồng Phúc cùng với các chị em chị trong đoàn chúng ta quan sát phần dưới cùng của bánh xe, đây chính là phần gỗ rất là đặc biệt của chiếc xe này. Đây chính là phần gỗ có sơn son thép vàng này anh chị. Mà trong quá trình khi làm chiếc xe hút kích này, do thiếu nguyên liệu nên bác Trịnh Đình Bằng phải tháo rỡ chiếc bàn thờ đầu tiên duy nhất của mình ra để làm được chiếc xe. Và chiếc xe hút kích anh chị trong đoàn chúng ta quan sát rất đơn giản, rất thô sơ như thế này, nhưng lại chứa được một sức mạnh, một sức mạnh phi thường về tinh thần đoàn kết của dân tộc, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, vì tự do của tổ quốc nhé. Bây chị trong đoàn thông qua đây trong tổ kính bên đây thì bảo tàng chúng em còn có trưng bày chiếc đạp thổ anh chị ạ. 352 cân. Là phương tiện phổ biến nhất mà chúng ta đã sử dụng trong chiến dịch. Và trước khi là chiếc xe đạp thổ thì đây là chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Peugeot của Pháp. Là chiến lợi phẩm mà ta thu được trong các chiến dịch và đồng bào. Và trong toàn chiến dịch Điện Phủ chúng ta đã huy động được bao nhiêu? Chúng ta đã huy động được tới 20.991 chiếc xe đạp thổ. Và trung bình mỗi chiếc xe đạp thổ này có thể vận chuyển từ 100 tới 180 kg lương thực. Và đây chính là chiếc xe đạp thổ của anh Ma Văn Thắng, một dân công của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh nâng tải trọng của xe mình lên tới 337 kg trên một chuyến, lập kỷ lục trong chiến dịch. Và sau khi chiến dịch kết thúc thì một ký giả người Pháp có tên là Nguyên Doan nhận định rằng một trong những lý do mà khiến Nga Ma thất bại tại Điện Biên Phủ đó chính là những chiếc xe đạp thổ được điều khiển bởi những Việt Minh ăn không đủ no, nằm trên tấm ni lông dài trên bề rừng, nhưng lại có khả năng điều khiển những chiếc xe đạp có tải trọng lên tới hàng trăm kg, đánh bại xe tăng và lớn của Pháp. Và trong quá trình vận chuyển lương thực thì những chiếc lốp xe cơ giới như thế này đã không ít lần bị thủng anh chị ạ. Các chiến sĩ của chúng ta đã có sáng kiến là sử dụng những chiếc đinh vít bằng kim loại như anh chị chúng ta quan sát ạ. Sử dụng những chiếc đinh vít bằng kim loại vá vào chỗ bị thủng để xe có thể tiếp tục lăn bánh mà không đợi sự chỉ định của cơ quan. Nhưng mà trong lúc đi mà bị hư hao thì mình lấy gì mình sửa, có thiết bị thay thế. Dạ có rất là nhiều các chiếc xe trong quá trình vận chuyển lương thực mà bị thủng thì các dân công có sáng kiến là sử dụng những cái rẻ đấy để nhét vào để thay sang nhà. Vâng. Và trong quá trình vận chuyển lương thực thì những chiếc xe cơ giới như thế này đã bị gãy đạn thì các chiến sĩ của chúng ta cũng lại có sáng kiến là sử dụng cật tre giả. Như anh chị chúng ta quan sát cây tre Việt Nam đã. Vâng. Đã giúp Việt Nam, đã giúp các chú bộ đội chúng ta đánh giặc đã. Vâng. Và bên đây thì bảo tàng còn có trưng bày chiếc nhíp xe mà trong quá trình khi bị gãy thì chiến sĩ của chúng ta có sáng kiến là sử dụng cần tre giả tác vào chỗ bị gãy để có thể nâng được tải trọng của xe. Bây giờ mới có những cái chiếc bánh xe đạp bằng tre đó. Dạ. Vâng. Em xin lỗi. Cố bộ tịch dân Pháp nằm ở phía bắc án con đường 41 từ tuần giáo và Thiên Thiên. Cứ điểm này gồm có ba mỏm đồ tạo thế chất kiểm vững chắc sau buộc cố vấn quân sự nghiệp viện Vẽ Kiểu và trực tiếp đôn đốc xây dựng. Tại cứ điểm này thì dân Pháp bố trí tiểu đoàn 3 bán ngũ đoàn lên sân số 13 trước sự. Và tại Kim Lan cũng nhận tất cả các cứ điểm. Như anh chị trong đoàn chúng ta quan sát bên ngoài cùng, Pháp để cho xây dựng một hệ thống hàng rào với thuốc cây có độ dày từ 50 đến 200 mét, xen kẽ bởi những bãi mìn và những thùng ép xăng khô có thể bùng cháy bằng điện, được thực dân Pháp ví như là những lưới lửa tự động sẵn sàng cho cháy địa phương ngay từ tiếng ngoài cùng. Và khi đã bắt được một tên lính Pháp có tên là Sucker và đã quên ra rằng tôi thành thật khuyên các ngài chớ có động vào Kim Lan, vì động vào Kim Lan là đi vào chủ trương. Sau khi mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất, đến đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, đại đội lượng pháo 806 bắn quả đạn đầu tiên vào trung tâm đại cảng Kim Lan, mở màn chiến dịch Điện Phủ. Một quả đạn pháo rơi trúng sở chỉ huy, tiêu diệt tại chỗ vị chỉ huy trưởng Pego của bác sĩ quan Pháp. Liên lạc giữa Kim Lan và Mường Thanh khi đó đã bị cắt đứt hoàn toàn. Kết quả sau hơn 6 giờ chiến đấu, quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ được trung tâm đại cảng Kim Lan, tiêu diệt 300 lính Pháp, bắt sống 200 tên, thu toàn bộ phương tiện vũ khí và đạn dược. Và kể từ năm 2014 tới nay, tỉnh Điện Biên lấy ngày 13 tháng 3 hàng năm, đó chính là khoảng thời gian diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch Điện Phủ, để làm khoảng thời gian để tổ chức một lễ hội thường niên, đó chính là lễ hội Hoa Ban. Và đây cũng là khoảng thời gian Hoa Ban Tây Bắc nở đẹp nhất nhỉ. Và hy vọng là dịp lễ Hoa Ban tới sẽ được đón anh chị tại Điện Biên. Do Mỹ viện trợ cho Pháp trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, ta thu được trong chiến dịch biên giới và sử dụng để tiêu diệt Pháp tại Điện Biên Phủ. Còn nếu so sánh về pháo thì Việt Nam và Pháp mỗi bên đều có hơn 4 khẩu 105 như thế này. Tuy nhiên trong tổng số 24 khẩu pháo 105 của Việt Nam có 4 khẩu là chiến lợi phẩm và 20 khẩu còn lại là do Trung Quốc viện trợ cho ta nhé.
Ê, anh Hùng pha đường gió của mọi người. Tôi vừa quay trên mặt không có gì. Chiếc áo chấn thủ và chiếc mũ nan lưới. Và trong quá trình thiết kế công trình bảo tàng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Thuận của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lấy ý tưởng hình ảnh chiếc mũ nan lưới của Lã Ngụy Trang làm thiết kế đặc biệt cho công trình. Nên là khi anh chị trong đoàn chúng ta đến bảo tàng ạ, mình thấy công trình bảo tàng được thiết kế rất đặc biệt và độc đáo. Đó chính là được thiết kế theo hình chiếc mũ của chiến sĩ Binh Phủ năm xưa. Và bên đây bảo tàng chúng em còn có trưng bày chiếc máy thị thanh của chiến sĩ thông tin Trung Văn Mùi. Sau 3 ngày đêm chiến đấu tại cứ điểm A1, đồng chí Trung Văn Mùi đã phải nhịn đói, nhịn khát. Có những lúc phải sử dụng chiếc bát sắt nhỏ này. Anh chị trong đoàn có biết để làm gì không ạ? Uống nước mưa. Dạ. Uống nước mưa uống. À, trong quá trình chiến đấu tại cứ điểm A1 sau 3 ngày đêm chiến đấu thì rất đói và khát thì đồng chí Trung Văn Mùi đã phải sử dụng chiếc bát sắt nhỏ để hứng nước giải của chính mình. Hứng nước giải của chính mình để uống cho dịu cơn khát. Từ đó mang được chiếc máy điện thanh nặng 25kg vượt từ sườn Tây sang sườn Đông, nối liền liên lạc với ban chỉ huy đại đoàn phản trận địa pháo, góp phần bẻ gãy nhiều đợt tấn công của Pháp tại cứ điểm A1. Và chia sẻ với anh chị trong đoàn một thông tin rất là vui rằng hiện nay thì bác Chu Văn Bùi là người đã sử dụng chiếc bát sắt nhỏ này đấy ạ, hứng nước giải của mình để uống. Bác vẫn đang sinh sống tại Việt Yên, Bắc Giang. Bác năm nay là bước sang tuổi 98 rồi anh chị, là một trong ba vùng vẫn còn sống. Một số lính Pháp nhìn trước được cái KPI của cuộc chiến này. Xin mời sống. Nhìn đi kia có rượu không? Đây là chiến đấu gần khu vực sân bay. Một lý do nữa mà khiến tôi phát là vào tình cảnh khốn khổ bây giờ, đó là vào tháng 3 năm 1954, tại cứ điểm 206, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam có sáng kiến bệ những con cúi đầu tư có chiều dài 5m, đường kính là 1.5m lăn về phía trước để chắn đạn bắn thẳng, tạo điều kiện cho đồng đội của ta phía sau đào lấn dần về phía cứ điểm của đối phương. Tuy nhiên khi gần tới cứ điểm của đối phương, vì con cúi dơm này quá lớn, làm các chiến sĩ của chúng ta phía sau bị bại lộ. Các chiến sĩ của chúng ta lại có sáng kiến là đào dối chẹp. Đào dối là đào ngầm quanh lớp hàng rào với thép gai. Và khi gần tới cứ điểm của Pháp, độ đất bật đất trong bản này khiến quân Pháp vô cùng bối rối hoảng sợ. Họ không biết lúc nào chúng ta tấn công để có thể phòng ngự. Và cũng theo chính thống kê của người Pháp, thì trong chiến dịch Điện Phủ, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam bằng công cụ hết sức đơn giản thô sơ, nhưng với những chiếc bút chì bằng những chiếc xẻng đã bỏ về, đào một hệ thống giao thông hào lên tới 400 km đường giao thông hào. Sắp xỉ được quãng đường một người đi bộ từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ. Và đó chính là bất ngờ lớn thứ ba đối với thực dân Pháp trong chiến dịch này. Trong khi các anh chị chúng ta di chuyển vào đường không thì vẫn chỉ có 35 phút bay thôi ạ. Đúng rồi. Và đây xin mời anh chị. Là một không gian mà bảo tàng chiến thắng Biên Phủ chúng em đã dành riêng để làm gì ạ? Để tôn vinh công tác quân y anh chị. Bởi vì trong bất cứ một chiến dịch nào, các chiến sĩ áo trắng luôn luôn là những người phải đi trước về sau để đảm bảo công tác tổ chức thương binh. Ta xây dựng những bệnh viện dã chiến nằm sâu cho lòng núi. Bên trên được kiên định phiến gỗ tròn chắc chắn. Trên cổ đổ lớp đất, sườn nằm được lót bằng lá cây, vải dù và ni lông. Bên đây đó chính là cảnh tượng các bác sĩ đang chăm sóc cho thương binh. Các bác sĩ Việt Nam không chỉ chăm sóc cho bộ đội, dân công, thanh niên xung phong, mà ngay cả những thương binh Pháp chăm sóc rất là tận tình, thể hiện trí phát nhân đạo của quân đội nhân dân Việt Nam. Và đặc biệt trong chiến dịch Điện Phủ còn có sự tham gia đóng góp của các bác sĩ nổi tiếng đầu ngành của nước ta như bác sĩ Vũ Đình Tục và giáo sư Tôn Thức Tục, cũng trực tiếp là mặt trận Điện Biên Phủ để tham gia công tác cứu chữa cho thương binh. Và có thể anh chị trong đoàn cũng đã biết là bác sĩ Vũ Đình Tục là một bác sĩ ngoại khoa rất là giỏi của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Bác có hai người con trai tham gia lực lượng quốc quân bảo vệ thành Hà Nội là anh Vũ Đình Tín và anh Vũ Văn Thành. Anh Vũ Đình Tín đã hy sinh, chỉ còn là anh Vũ Văn Thành. Vào một buổi chiều cuối đông năm 1946 tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, sau khi thực hiện xong các ca mổ, bác sĩ đã rất là mệt rồi. Và đến một ca mổ cuối cùng đó là một ca mổ khó khăn nhất trong suốt cuộc đời y của bác sĩ. Thương binh là một tráng vệ quốc quân, bị một viên đạn bắn từ phía sau bể thành bụng, ruột gan rối bời. Mặc dù rất đau đớn như vậy, nhưng tráng vệ quốc quân lại vẫn nhìn bác sĩ và nở một nụ cười. Và bác sĩ đã bàng hoàng nhận ra đó là người con trai thứ hai của mình qua một chiếc xác khẩy. Mặc dù rất cố gắng nhưng ca mổ đó đã không thành công. Có hai người con trai tham gia phục vụ kháng chiến mà đều hy sinh như vậy, đó là một nỗi đau vô cùng lớn đối với gia đình bác sĩ. Khi biết tin này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhờ bác sĩ Trần Duy Hưng gửi tới tận tay bác sĩ Vũ Đình Tục một bức thư vào đêm Noel. Ban đầu khi nhận bức thư này,
Bác sĩ nghĩ rằng đây sẽ là một bản chỉ thị hoặc là mệnh lệnh của cấp trên gửi tới mình. Nhưng sau này, bác đã gọi bức thư này là bức thư huyết lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta hơn bác sĩ Vũ Đình Tụng 5 tuổi. Nhưng trong thư, bác đã gọi bác sĩ Vũ Đình Tụng là ngài. Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng con trai ngài đã oan nghiệt hy sinh cho tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam đều là con, cháu của tôi. Mất đi một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn rồi. Và cuối thư bác Hồ còn nói rằng ngài đã thấy món quà quý báu nhất là con của mình sẵn sàng hiến cho tổ quốc. Từ đây chắc ngài sẽ thêm sang sức phước biệt cho kháng chiến để bảo vệ nước nhà, thì linh hồn cháu ở trên trời cũng sẽ bằng lòng và sung sướng. Tôi thay mặt chính phủ cảm ơn ngài và gửi tới ngài lời chào thân ái với thân. Tháng 1 năm 1947, Hồ Chí Minh. Và sau này bác sĩ Vũ Đình Tụng đã cùng với chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lên căn cứ khu vực Thắng Anh Trịnh. Và từ một bác sĩ ngoại khoa giỏi, một giáo dân ngoan đạo, sau này bác trở thành bộ trưởng bộ thương binh cựu binh đầu tiên của nước ta. Và trong chiến dịch Điện Phủ, lực lượng quân y của chúng ta đã cứu chữa được cho khoảng 15.000 thương binh của ta, đồng thời cứu chữa được cho khoảng 1.500 thương binh của ta. Tiếp theo mọi người bây giờ sẽ lên phong với bức tranh, một trong ba bức tranh đầu tiên của thế giới là Việt Nam mình có là một này, Nga là hai và Ukraine là ba. Bức tranh về chiến tranh với mình. Và có ba bức tranh đầu tiên thế giới, Việt Nam mình có một bức ở đây, Nga đang giữ một bức tranh và Ukraine một bức tranh. Ôi ôi, ui, hoành tráng nhở. Đây nhớ hàng cao nhất đây đúng không? Ôi, à, nhớ quay bức tranh này. Trời ơi, xịn quá. Và một trong các bức tranh tròn lớn trên thế giới, bức tranh đồng nghĩa đến khoảnh khắc lịch sử tiêu biểu của một chiến thắng lừng lẫy phương châu, chấn động địa cầu. Tác phẩm được thực hiện từ ý tưởng đến khi hoàn thành vào tháng 5 năm 2022, trong thời gian 9 năm do công ty Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện. Bức tranh được thực hiện bởi gần 200 họa sĩ trẻ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan, vẽ liên hoàn theo một vòng tròn trong không gian 360 độ. Tranh có chiều cao 20,5 m, chiều dài 132 m, đường kính 42 m. Phần mái vòm liệt kê thể hiện hơi trời dưới dẫn các mẫu vật đối tiếp, tạo ra một tác phẩm có tổng diện tích 3,225 m². Các họa sĩ đã họa trang phục hơn 1,500 nhân vật cùng phong cảnh núi rừng hùng vĩ và sự khốc liệt của chiến trường Điện Biên năm 1954. Từ hàng ngàn tư liệu lịch sử được sưu tập từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Pháp, Thư viện Quốc gia Việt Nam, các trung tâm lưu trữ quốc gia, Bảo tàng lịch sử quốc sự Việt Nam, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Biên Phủ và các nhân chứng lịch sử, tạo nên một kiệt tác và hội họa chưa từng có trong lịch sử kỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm Hồ Bốn Trường Hoàng. Trường Hoàng Hồn toàn dân ra trận, thể hiện sự mạnh đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là một chất sức của cả đồng nghĩa hệ với hàng ngàn hàng vạn con người dấn thân vào một trận chiến vĩ đại vì nền độc lập tự do của tổ quốc. Hàng trăm công binh thanh niên xung phong cùng nhau phá đá mở đường, tạo một thế náo nhiệt khẩn trương. Từng đoàn dân công trên đất trèo đèo lội suối thổ hàng cung cấp cho mặt trận. Trên những triển đèo, những con sông đất đỏ là những đoàn xe đạp thổ, những đoàn ngựa sắt giã chiến hùng dũng tiến vào mặt trận Điện Biên. Những khẩu pháo đang hạ tầm được kéo bằng sợi dây thừng đặt trên chân vai của mình, vượt qua bao núi cao vực sâu, tiến vào trận Điện.
trường đoạn 2, khúc xạ đầu hôn trái. Với những vấn chất đánh phương năng, chất đánh bỏ mạng của những người cổ, tiếp một đoạn đánh đầu đầu vào mất nước mắt. Thái nhân diễn mạnh, sống với các cộng đồng quân dân Việt Nam, giành được thắng lợi đầu tiên ngay trong trận đánh bỏ mạng chiến dịch. Sau trận đánh Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tấn công với những đồng lập, bản béo, tiến đánh trung tâm của Thanh, đặc biệt là sẽ không được tiểu phía đông, trong đó có một điểm đổi mạng người. Trường đoạn 3, qua bó đầu lịch sử. Lịch sử đã đưa hai đội quân đều vào trận đánh quyết định. Trận tấn công thứ hai của quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra đầy khó khăn gian khổ, giữa lúc thời tiết đang tiếp tục vào một ngày tháng khắc nghiệt. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 1924, giữa trận địa một cột khói bốc cao, ngùn ngụt đen đặc, một ánh chớp lóe sáng kèm với tiếng nổ trầm đục xúc chuyển vào mọi người. Đó là tiếng nổ của khối bộc phá nặng gần 1.000 kg mà quân đội nhân dân Việt Nam đặt trọng quyết tâm tiêu diệt tại cứ điểm năm 1. Trường đoạn 4, khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Tái hiện các khoảnh khắc lịch sử. Đúng 17 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 5 năm 1924, lá cờ quyết chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên các bậc thượng thắng giữa chiều ngày đánh khắc lịch sử, báo hiệu giờ chiến thắng. Sau 56 ngày đêm chiến đấu đặc biệt của quân và dân Việt Nam, chiến dịch Điện Biên kết thúc toàn thắng, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ của dân tộc Việt Nam. Sau đây, xin kính mời quý khách cùng